Vietnam Group Environmental Engineering Joint Stock Company is a unit specializing in consulting and installing automatic and continuous environmental monitoring systems for wastewater and emissions. With over 250 employees, a head office in Ho Chi Minh City and two sub-offices in the north and central of Vietnam, we've been carrying out more than 700 wastewater and emission monitoring station projects nationwide. Acknowledging the reputation and endless effort in the 10 years that Vietnam Group has been operating, the Marubeni Corporation from Japan has entrusted Vietnam to implement an automatic emission monitoring system for two cogenerators at the Kraft of Asia paper factory in Baria, Vung Tau. Located in Phu My 3, a specialized industrial area, the Kraft of Asia paper factory is an investment by the Marubeni Group from Japan with a production capacity of 400,000 tons of products per year. Không chỉ công ty Coa chúng tôi mà kể cả tập đoàn Marubeni khi chúng tôi quyết định đầu tư vào Việt Nam, một trong những chính sách của chúng tôi đó chính là bảo vệ môi trường. Như ngài tổng giám đốc của chúng tôi vẫn thường nói, công ty chúng tôi không chỉ là một công ty sản xuất mà còn là một công ty môi trường. Trong quá trình thi công và xây dựng dự án, chúng tôi đã quyết định lựa chọn Việt An là nhà thầu thi công cho hệ thống trạm quan trắc tự động liên tục khí thải của chúng tôi. Khi thi công thì chúng tôi cảm nhận được các cán bộ công nhân viên của Việt An đã có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm và cũng đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng của dự án, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Emissions generated from chimneys will be sampled by using hot and wet technology and will be sent to the analysis cabinet, which is located in the station building. The monitoring parameters include dust, flow, temperature, pressure, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, and oxygen. The analyzer cabinet will make a detailed analysis of the gas components and transmit the signal to the data logger, from where it will be transmitted directly by FTP protocol to the Department of Natural Resources and the Environment. Monitoring parameters are displayed directly in the monitoring software system, helping the management team in the system's operation. Tự giới thiệu là tôi tên là Tuấn, là người chịu trách nhiệm về trong vấn đề phát điện và nồi hơi cho công ty Kraft of Asia. Thì công ty Kraft of Asia là một công ty về sản xuất giấy nguyên liệu, là một ngành công nghiệp nặng. Và khi công ty được quyết định đầu tư vào nhà Bà Rịa, thì không chỉ là công ty không chỉ là quan tâm vấn đề đầu tiên là kinh tế, mà đầu tiên là công ty quan tâm đến về môi trường. Và cũng phải là một trách nhiệm, đó là sứ mệnh của công ty trong việc là đi đầu trong việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường xung quanh. Thì để thực hiện việc đó thì chúng tôi phải thực hiện công việc là lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải, và chúng tôi đã chọn nhà cung cấp Việt An cho vấn đề này, vì nhà cung cấp Việt An là trong những một nhà cung cấp hàng đầu về trong lĩnh vực quan trắc môi trường, và có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và tiến độ thực hiện rất là nhanh. Và với dự án chúng tôi đang trong giai đoạn rất là gấp rút thì bên Việt An đã thực hiện đúng tiến độ mà vượt tiến độ luôn trong vòng một tháng. Đó là một điều rất là đáng quý đối với một công ty lắp đặt vận hành. Và ngoài ra thì về vấn đề trong họ vấn đề kỹ thuật thì bên Việt An cũng đã cung cấp và đào tạo nhân viên vận hành rất là kỹ lưỡng. あの、まあ、発電設備は、まあ、石炭等の、あの、燃料が安いものではなくて、まあ、環境のことを考えたガスを燃料にしているというのが、使っています。